Thịt ba rọi các bạn mua về rửa sạch với nước giấm và nước muối. Rồi sau khi đó các bạn ướp bên thịt 1 muỗng rưỡi cà phê bột ngũ vị hương và 1/2 muỗng cà phê bột cinnamon powder là bột quế, 1/2 muỗng nước tương, 1 muỗng đường, 1/4 cà phê muối. Ướp bên đó mình chúng ta để ráo nước và lật vào bên phía kia. Để da này chúng ta lấy một cái dao nhọn, các bạn đâm vào để làm lỗ. Rồi các bạn ướp lên miếng da heo, mỗi miếng là khoảng 1 muỗng rưỡi cà phê muối cho mỗi miếng. Và các bạn phơi như vậy qua đêm để trong tủ lạnh, không cần đậy lại. Cái này da heo bị bầm chứ không phải dơ. Các bạn chà đều một hơi, muối tự động tan ra. Miếng thịt này đầu tiên các bạn để bát khoảng 15 phút, sau đó trở lại thành broil. Và chúng ta chọt, lấy cái nĩa chọt thêm cho có lỗ để dầu lên để cho mau giòn. Đồng thời chúng ta chở, dùng lò nhỏ thì chúng ta chở về trong ra bên ngoài. Các bạn thấy bắt đầu bubble nè, sau khoảng 40 phút. Có chỗ nổi bubble, chỗ chưa thì chỗ đó thiếu muối, các bạn lấy một tí muối quét lên sau khi chọt lỗ. Đậy nắp lại nướng thêm nửa tiếng nữa, mình cứ theo dõi. Sau 1 tiếng các bạn bớt lửa lại 300 độ, để thêm khoảng 15 phút đến 20 phút tùy theo cái lò của bạn, cứ thăm chừng, từ thăm chừng xem có chín chưa. Cái máy nhỏ thì tôi dùng lúc nãy là 400 độ, từ từ bớt xuống 350, giờ còn là 300. Cứ mỗi nửa tiếng bớt lửa xuống, bây giờ tổng cộng là 1 tiếng rưỡi đã chín. Các bạn cứ xem có vừa ý chưa. Heo quay làm xong các bạn xắt lát nhỏ ra như thế này, da rất là giòn. Cái này hơi nguội rồi nhưng mà cắn nè. Các bạn nghe giòn không? Nãy giờ quên quay ăn sắp sửa hết mới nhớ.